Xin chào mọi người, làm cái video cuối ngày để update bạn cho những cái giá, để cho những cái bạn mà thấy cái giá nó vừa dao động đi xuống chút xíu là khủng hoảng, không nên. Ok, nếu mà bạn zoom ra qua cái mà time frame 3 ngày á, thì Bitcoin và Ethereum nó vẫn đang có cái đà đi lên và vẫn còn đi lên rất nhiều nha. Nhưng nếu bạn dùng cái time frame mà 1 ngày á, thì bạn thấy nó đang RSI and MACD và tất cả mọi thứ nó đang có cái đà đi xuống. Thì đúng vậy, những cái ngày tới đây, 1 tới 1 ngày rưỡi, có thể tới cái lúc mà Fed meeting luôn nha, thì cái tầm cái giá nó sẽ đi xuống nhiều hơn đi lên. Ngắn hạn nó sẽ đi xuống. Cái kháng cự của Bitcoin, cái chống lưng của Bitcoin ngay bây giờ thì rõ ràng bạn cũng biết rồi, là 20.300. Ok, nếu 20.300 mà nó chống không nổi nữa thì mình có cái số mấy bữa mình đã đưa ra cho bạn rồi là 19.875, là hai cái con số là nó sẽ chống lưng. Ok, riêng thằng Ethereum thì ngay bây giờ đó thì cái giá nó là 1.550, đúng không, 1.550 và 1.560 là chỗ đó nó phải giữ. Nếu nó không giữ được thì nó phải xuống 14.070, 70. Ok, thì đó bắt đầu nó sẽ đi lên lại. Ok, riêng Ethereum mình muốn để cho nó cái gọi là cái trend nó bay lên lại chút xíu á, thì là 1.650 là cái mốc mà bạn muốn nhìn thấy. Lỡ rồi mình nói luôn, Bitcoin thì mình mọi người đã biết rồi, cái kháng cự của Bitcoin là cái mà nó phải vượt qua ngay bây giờ là vì nó đã cố gắng lên nó 2-3 lần rồi mà nó bị rớt xuống lại, đúng không, là 20.900 và 21.000, thì nó phải vượt qua những cái mức đó. Ok, nó phải vượt qua những cái mức đó rồi mới tới được 21.700, 22.700, 23.000. Ok, ngắn hạn nghe mình nói vài giờ và một ngày rưỡi tới khi có thể Fed luôn, có thể là có cái đà nó đi xuống nhiều hơn. Ok, bởi vì vừa rồi tất cả mọi thứ nó đã bay quá nhanh nha, thì nó phải có cái đà, nó phải đi xuống lại. Ok, có thể là đi ngang một thời gian chút xíu để nó tạo một cái nền tảng trước khi nó tăng trưởng. Ok, về tới khi ngày 2 tháng 11 thì những cái giá của trước khi ngày 2 tháng 11, ok, những cái giá của những cái trong tiền cộng đồng tiền điện tử giống như Bitcoin, Ethereum sẽ có đà đi xuống. Nhưng tới ngày 2 tháng 11, ok, trong cái thời điểm đó thì tất cả mọi thứ có thể là đi lên lại.